Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục với Cần Câu. Đầu tiên là một cây cần hai khúc này. Cần hai khúc nha mọi người. Đây. Cần hai khúc này thì dài 2,4 m. Đấy, cho mọi người xem thông số luôn này. Nó dài 2,4 m, thu vào là 1,52 m, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 400 g nhé. 400 g, cây này chất liệu phíp nha mọi người, phíp. Đấy. Bát vật Fuji nè. Đấy. Cần này thì lóng ngắn hơn đọt nhé. Lóng ngắn hơn đọt nha mọi người. Đấy. Đọt của nó đây. Đó là cứng cáp. Đây, cho mọi người xem từng cái chỗ khoan. Đấy. Chỗ này nó bị tróc sơ nha mọi người. Đây. Đấy. Những cái chỗ này thì về mọi người có thể là đây. Keo rồi nó khô nó rồi đây. Đây. Về mọi người có thể lăn keo lại nhé. Ok. Đây. Bị khô keo. Về lăn keo lại. Ok. Đó. Khoan bát rồi đều còn. Đấy, như mình đã đọc. Dài 2,4 m, thu vào là 1,52 m, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 400 g. Đây là cái số 1. Số 1 400 nha mọi người. Số 2 là một cây cần ISO carbon đọt số 2, dài 5,1 m. Cây cần này của hãng Waco nhé. Đấy, cần này thì chất liệu là carbon nha mọi người, chất liệu carbon nhé. Cây cần này á, cái cần này đọt nó bị gãy khoảng 10 phân đọt nha mọi người. Đọt nó bị gãy khoảng cỡ 10 phân rồi. Đấy, gãy 10 phân với lại nó mắc đầu bu với lại nó mắc hai ba khoan gì chỗ này. Đấy, còn dàn khoan dưới này ok nhá mọi người. Dàn khoan Fuji dưới này còn ok nhá. Đấy, từ cái lóng thứ hai trở đi là khoan rồi còn ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng nha mọi người. Đấy. Bát Fuji FS6. Cần này hiện tại còn dài 5 m nè, thu vào là 97 cm, đọt là 1 ly, cân nặng là 200 g. Đây là cái số 2. Số 2 390 nghìn. Số 2 390 nghìn. Số 3 là một cây cần sub ISO phân lớn Shimano Bát Fuji F. Bát Fuji này. Đấy, Fuji DPX bát vặn nhé. Đây, cái cần này made in Indonesia. Indonesia. Đọt số 4, dài 4,5 m này. Ok. Đây. Nó bị mắc một cơ số khoan rồi đây này nha, còn hai cái khoan này thôi nha mọi người. Khoan thì khoan Fuji rồi. Đấy, đọt nó bị gãy một đoạn nhé. Đọt nó bị gãy một đoạn, đọt bị gãy khoảng cỡ 40 phân nha mọi người. Đấy. Này dưới này đọt như dưới này bị cắn, bị cắn như dưới này nữa. Đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Năm lóng nha mọi người. Năm lóng mà mình coi như cái đọt hư luôn đi. Coi như cái đọt hư luôn, tại vì nó cũng cứ bị gãy khoảng 40 phân đọt rồi mà. Mình coi như cái đọt nó hư luôn nhé. Coi như cái đọt hư luôn. Đấy, chỉ còn 4 lóng dưới. Rồi. Ok. Cái cần này hiện tại dài 4,1 m, thu vào là 1,02 m, đọt là 1,9 ly,
cân nặng là 260g. Mọi người về thay độc nhé. Đây là cái số 3. Số 3. Cái này 400. Số 3 400 nha mọi người. Số 4 là một cây cần tay Tiubu. Cái cần này cần tay carbon nha mọi người, cần tay chất liệu carbon, dài 5m4. Đây, điều này dính keo dính đồ thôi. Đây đấy, đọt nó nè, một lóng, hai lóng, ba lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng nha mọi người, 6 lóng tất cả. Đấy. Cây cần này dài 5m4, thu vào là 1m07, đột là 0,8 ly, cân nặng là 180g, 180g nha mọi người. Cây này cây số 4. Cây này 450. Số 5 là một cây cần Daiwa. Đây, bát. Cây cần Daiwa carbon switcher. Đấy. Cái này đọc số 2 này. Cái này bị mắc độc nha mọi người. Cái này mắc độc rồi nhé. Mắc độc nó chỉ còn từ cái lóng số 2 thôi. Đấy, một lóng này, hai lóng này, ba lóng này, bốn lóng nha mọi người. Nó bị mắc cái độc rồi. Đấy, khoan còn ok nhé. Dòng khoan, mấy cái khoan này mình thấy còn ok này. Đấy. Rồi. Đấy, nó bị mắc móc một lóng nha mọi người. Cần này hiện tại đang dài 4m3, thu vào là 1m lẻ. Đúng của cái cần này hình như là dài 5m3. Đúng rồi, 5m3 này. Cần này thu vào là 1m05, đọt là 5,2 ly, cân nặng 220g, 220g nha mọi người. Đây là cây số số 5. 1, 2, 3, 4. Số 5 nha mọi người. Số 5. Cây này 650.000. Số 5 650.000. Số 6 là tiếp tục một cây cần Suzumi nha mọi người. Cần ISO Suzumi 5x3, đọc số 2 này. 5x3 đọc số 2, nhưng mà cái cần này đọc nó bị gãy một đoạn rồi mọi người ơi, bị gãy một đoạn rồi. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người. Cần này dài 5 lóng. Đây, khoan thì đây. Còn 3 cái khoan ok nhé. Khoan Fuji nha mọi người, khoan Fuji. Bát Fuji FX6 này, cần này cần carbon nha mọi người, cần carbon. Lúc nãy giờ chỉ có cái cần số 1 là cần phíp thôi. Đấy. Cần này dài hiện tại là còn 5m này. Thu vào là 1m12, đột 2,4 ly, cân nặng là 240g nha mọi người.
Đây là cây số 6. Số 6. Cây này 380. Số 6 380. Số 7 là một cây câu lục hay bạc bãi gì cũng được của Shimano. Đây, cây này dài 3,9 nè. Cây này nguyên bản của nó là dài 3,9. Đây, nó bị hư cái đầu bu rồi. Hư cái đầu bu. Khoan thì còn đây. Đây, có cái khoan này bị hư nè. Một cái khoan này bị hư nhé. Khoan này bị hư một chỗ này thôi. Đấy. Còn đây. Rồi, khoan cái hư luôn. Lóng nè. Đấy. Đọc nè. Cứng ngắt luôn. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nữa mọi người. Câu lục bạc bãi gì cũng được. Này, Bass Fuji FX7 SB Carbon Holiday Spin cứng 25 dài 39. Đấy, cứng 25 dài 39 nhé. Cần này hiện tại dài 3,8, có nghĩa là đột của nó bị gãy khoảng cỡ 10 phân rồi. Dài 3,8, thu vào là 1,07 m, đột là 2,5 ly, cân nặng 250 gram. Cây này cây số 8, số 7 nha mọi người. Số 7 cây này 590 nghìn. Số 7 590 nghìn. Nó bị mất cái nắp vặn chân cần nhé mọi người, về lấy cái nắp su hay cái nắp chai mọi người vặn vào đây đều được. Số 8 là một cây cần Ryobi made in Korea nhé. Cây này dài 3,6 này, cứng 15 này, dài 3,6 cứng 15, carbon tech nhé. Cần này chất liệu là carbon nha mọi người. Bass Fuji FX6 này. Cần này thì đầu bu nó bị mất rồi. Đầu bu bị mất nhưng mà khoan vẫn còn nhé. Đây, quấn sẵn tờ giấy cho nó khỏi tục khỏi mấy cái khoan này. Mấy cái khoan khỏi bị tục này. Khoan Fuji này, còn ok này. Khoan Fuji còn ok, nó chỉ bị mất cái đầu bu thôi, tục cái đầu bu đi thôi. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Bốn lóng tất cả. 3,6 mà nó bị gãy cái đoạn đầu bu khoảng cỡ 10 phân. Còn 3,5 m, thu vào là 1,02 m, đột 2,1 ly, cân nặng là 180 gram. Cây này cây số số 8. Cây này 480 nghìn nha mọi người. Số 9 tiếp tục một cây cần carbon, đọc số 1,5, dài 5,3 m. Đấy, Suzumi nhé. Cái cần này chất liệu là carbon luôn nha mọi người, chất liệu carbon luôn. Khoan này, khoan thì mình thấy có vẻ như khoan này. Ồ, chỗ này bị gãy đột, người ta cột cái khoan chỗ này nha mọi người. Hư hai cái khoan chỗ này nữa nè, còn ba cái khoan dưới thôi. Đấy, nói chung là về mọi người tự thay đầu bu, tự thay khoan. Đây. Đột. Ok. Này. Này, giáo chỗ này nó gãy đột. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người. Bass Fuji FX6, Fuji FX6, mắc cái trượt rồi, người về kiếm thay vào nhé, cái này nó cũng thông dụng thôi.
đấy. Cái cần này hiện tại giờ còn dài 5m15 này đấy, đọt của nó bị gãy khoảng 15 phân cho mọi người, dài 5m15, thu vào là 1m13, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 240 gram. Cây này cây số 9 nha mọi người, số 9. Cây này ba trăm chín mươi. Số 10 là một cây cần súp đây, súp cứng 20, dài 39, made in Korea, xuất Nhật đấy. Cây cần này của Daiwa nha mọi người, đây Bass Fuji FX7 này, Daiwa carbon nhé. Cái cần này đây, súp mắc cái đầu bu rồi đấy, đầu bu nó bị mắc rồi nha mọi người. Đấy, khoan dưới này thì còn ok. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 4 lóng. Cái cần này đi bạc bãi cũng được. Đấy. Ok. Cái cần 3m9 mà nó bị gãy khoảng cỡ 10 phân độc nhé. Còn dài 3m8 này. Thu vào của nó là 1m06, đọt 2,2 ly, cân nặng là 260 gram. Số 10 nha mọi người, đúng rồi ta, số 10. Cây này 590 nghìn, số 10, 590 nghìn. Đây, số 11 là một cây cần gì đây mà cái này quấn chống trơn hay sao ấy? Đây này, quấn dây dù hết rồi. Đấy, quấn dây dù hết rồi. Đây, chất liệu thì carbon đây. Cứng 30 dài 3m. Cái này chắc có lẽ là người ta quấn chống trơn nha mọi người. Đấy, quấn chống trơn. Theo mình nghĩ thì không có việc gì đâu, người ta quấn chống trơn thôi, chứ còn việc gì thì người ta quấn, người ta nhỏ keo rồi. Cái này quấn chống trơn nhé. Đấy, khoan này, khoan nó tục người ta dán rồi nè. Ok, nứt chỗ này xí nhé. Còn dàn khoan này thì mình thấy khá là ok. Đấy, chỉ có cái khoan cái chỗ này là đây, nứt chỗ này xí. Đầu bu cũng còn ok này, đọt này, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Đây, Bass Fuji nhé, Fuji. Rồi, ok, cái này mình sẽ tính giá khuyến mãi cho mọi người. Đấy, quấn dù. Ok, cây này dài 3m này, thu vào là 80cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 240 gram. Cây này chất liệu carbon nha mọi người, chất liệu carbon. Cây này cây số 11. Cây cần này bán 280 nghìn nha mọi người. Đấy, số 12 là cái cần này, Bass Fuji. Cần gì mà nó bị nó sơn xít tùm lum. Cái cần này nè, mình đọc thông số trước này, dài 4m4 nè, thu vào là 1m04, đọt là 2,2 ly, cân nặng 360 gram. Đấy, kêu rồi tùm lum. Đây, đọt bị thay đọt đó nha mọi người, người ta thay mất cái đọt thủy tinh rồi, thay cái đọt thủy tinh đây rồi. Đấy,
thử coi dàn khoan đi. Khoan thì mình thấy còn ok này, chỉ có cái khoan này, sau này là bị nứt tí chỗ này đấy, còn lại để coi thử. Đấy, còn lại là mình thấy ok nha mọi người, còn lại mình thấy ok đấy. Thay cái đọt rồi, đọt này người ta thay rồi thì mình không tính cái đọt này luôn. Đây, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, tất cả năm lóng mà giờ mình tính bốn lóng thôi, còn lại cái đọt thì về mọi người có thay thay, còn dùng thì dùng. Đọt này vẫn dùng bình thường nha mọi người, vẫn dùng bình thường. Chẳng qua người ta thay thì nhìn có vẻ nó không đồng bộ thôi, chứ không sao cả. Đấy, cây này hiện tại dài 4,4 m này, thu vào là 1,04 m, đọt 2,2 ly, cân nặng 360 g. Cây này số 12 đây rồi, cây này 390 đấy, cho mọi người dễ hốt luôn cho rồi. Nếu ai không quan tâm về ngoại hình thì quốc cây nó xài rất là sướng. Số 13 là một cây cần đây, cần này là của nào ta, như Tsuchumi. Đây, bát Fuji LS6 nhé, Stanley LS6. Đây, Tsuchumi nhé, cần Tsuchumi, cần ISO đọc 1.5, dài 4,5 m. Đây, dàn khoan còn ok nè, đầu bu hình như có bung tí, người ta dán keo kỹ ok rồi, mình thấy cứng ngắc rồi. Đấy, đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, bốn lóng nha mọi người. Đấy. Đấy, cần này chất liệu carbon nhé. Đấy, Tsuchumi đây. Ok, cần dài 4,5 m, thu vào 1,14 m, đọt là 1,5 ly, cân nặng là 160 g. Cây này cây số 13, cây này 600, 13 600. Số 14 là một cây cần tay, 14 là một cây cần tay Shimano. Đấy, Made in Indonesia, Carbon Holiday nhé. Đấy, Carbon Holiday, đọc này. Ok, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, năm lóng tất cả nha mọi người, năm lóng tất cả. Nhưng mà cây cần này thì theo như mình thấy thì cái đọt này người ta thay đọt rồi, người ta thay cái đọt rồi nha mọi người. Cần này á, theo như mình thấy là chắc có lẽ nó cũng đây, đọt này người ta thay đọt, thay đọt này rồi nhé, phải không ta? Ừ, theo mình nghĩ là đọt này như bị thay rồi đấy, thay đọt rồi nha mọi người, đọt này thay rồi. Đáng ra chỗ này, từ chỗ này là cái lóng này lên là phải hai lóng nữa, nhưng mà người ta thay cái đọt to này, thay cái đọt to, thành ra là người ta chỉ thay một cái lóng đọt này thôi. Đấy, thay đọt rồi nhé, mình coi như không có cái đọt này nhé mọi người, mình tính cho mọi người là từ cái lóng kia xuống thôi. Đấy, hiện tại nó dài 4,6 m, thu vào là 1,05 m, đọt là 0,6 ly, cân nặng là 180 g. 180 g nha mọi người. Cây này cây số 14. Cây này 390. 14 390. Tiếp theo, số 15 là một cây cần súp. Đây, 3,9 m, Made in Korea, cần súp cao lục được nha mọi người. Chất liệu là carbon.
Đấy, chất liệu carbon nhé. Bát Fuji FX7 này. Cây cần này thì cái khoang cái nó bị bung chỗ này rồi, nên nó tục ra này. Đấy, mọi người về có thể là thay hoặc là gia cố lại tùy mọi người nhé. Gia cố lại bằng keo rồi gì đó, keo hoặc là quấn nhựa gì đó tùy mọi người nhé. Đó, nó bị bung một bay như thế này. Ok. Đấy, còn lại khoang đầu bu thì mình thấy còn ok. Khoang đầu bu còn thấy còn ok. Đây. Đây, cái khoang cái này thì này, chỗ này nó cũng bị bể cái khuyên rồi này. Đấy, còn lại mấy cái khoang với đầu bu phía trên thì mình thấy còn ok nhá. Đây, cái khoang chỗ này bị nứt chỗ này nữa này. Đây, chỗ này cũng bị đứt chỗ này này. Đó, ok. Đây, đột của nó rất cứng cáp nha mọi người. Cái này câu lục bạc bãi rồi gì cũng được, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha. Đấy, cần này dài 3m9, thu vào là 1m11, đột là 2,6 ly, cân nặng đó là 300 gram, cân nặng 300 gram nha mọi người, cân nặng 300 gram. Cái này cây số 15 15. Cái này 690. 690. Rồi. Hôm nay thì mình cũng kết thúc video với 15 cây cần. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Và mọi người mua hàng thì bên mình chỉ chốt hàng qua một hình thức duy nhất, đó là mọi người điện thoại tới số bán hàng để chốt hàng cho mọi người. Phải điện thoại trực tiếp gặp người bán hàng cho mọi người. Điện mà lỡ máy bận hay là chưa bắt máy gì, mọi người cố gắng điện lại vào lúc khác để gặp nhân viên bán hàng để chốt hàng nhé. Chỉ có một hình thức chốt duy nhất là điện thoại cho người bán hàng thôi. Và mọi người vui lòng kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giúp mình. Có vấn đề gì thì báo cho mình trước khi nhận hàng để giải quyết luôn nhé. Trước khi nhận hàng, còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà mọi người cứ không xem hàng, không mình nhận hàng với báo mình là hàng bị này bị kia, lúc đấy không có người kiểm chứng nữa, nên là mình không có giải quyết vấn đề đấy nữa nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.